Rồi bắt đầu mình hành trình tới cái hộ gia đình kế tiếp đây chứ được. Bà cụ này cũng già neo đơn, cũng già cả neo đơn rồi. Này, bà cũng lớn tuổi rồi, cũng tám mấy 90 vậy rồi. Nên nó mới hỗ trợ cho bà thằng quà. Nhiều cái hộ gia đình kế tiếp này đó là cái bà cụ này cũng già cả neo đơn á, đại gia đình lớn tuổi rồi, cũng tám mấy 90 tuổi rồi. Giờ mình hành trình tới gia đình cũ giúp cho bà thằng quà. Dạ. Dạ chào bà. Dạ dạ, dạ chào chị. Dạ bà. Ăn đi. Dạ. Chào bà, hôm nay nhóm từ thiện Từ Tâm ở Trường Lưu á đến giúp đỡ cho bà phần quà, bà nhận giùm nha. Cảm ơn. Dạ dạ. Cảm ơn mấy con hết. Dạ dạ. Rồi con gửi bà phần thuốc uống nha. Cảm á mà sổ mũi giống nha, mà uống thuốc này là hết bà mỹ. Dạ dạ dạ. Dạ đúng rồi, cảm sổ mũi rồi đó, uống cái thuốc này hay lắm, nhưng mà thuốc này bà nhớ ăn no rồi hãy uống nha. Dạ. Dạ ăn no rồi hãy uống. Nhỏ đó đó bữa cho nó cũng giàu quá. Dạ dạ dạ. Bà nay mấy mươi rồi bà? Tuổi đúng bà đó thì 91. 91 tuổi đúng là 91 hả? Trong giấy 90. Trong giấy 90. Trong giấy 90 rồi. Thôi ơi còn khỏe quá. Dạ. Là quá quý rồi. Dạ dạ. Tối sao bà cảm là tôi uống thuốc này là được, bởi họ nó để gửi qua họ mấy em người em kia nó không được thôi đi. Dạ. Để gửi mua nữa. Trời đất ơi sao quả uống cái này luôn. Cảm ơn cô. Dạ dạ dạ. Nãy nói cô. Nha. Dạ. Thứ hai là dạ rồi rồi cảm ơn nha cô. Dạ dạ rồi thôi đi luôn nha gì. Trời ơi thiệt, thôi đi luôn ơi bà ơi. Dạ nhóm con đi nha bà. Dạ chúc bà dồi dào sức khỏe nha. Dạ 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 dạ, có đem nước rồi cô. Dạ được rồi cô. Dạ dạ có đem nước theo uống. Dạ rồi thôi đi luôn nha chị. Dạ dạ. Thôi, mình xin kết thúc video ở đây, mình đi tới cái hộ gia đình kế tiếp đại gia đình.